số vụ tranh chấp bản quyền tăng cao cùng nhiều loại hình lừa đảo mới xuất hiện. Một số tổ chức cá nhân sử dụng các tài liệu giả mạo để khiếu nại bản quyền, gây sức ép, buộc chủ kênh nội dung số phải chi tiền để nhanh chóng gỡ cảnh báo vi phạm bản quyền từ các nền tảng số. Đầu tháng 3, nhiều video của kênh YouTube này nhận cảnh báo vi phạm bản quyền do một đơn vị có trụ sở ở nước ngoài tự xưng là công ty Thúy Nga khiếu nại. Ngay lập tức, một số video đã bị gỡ bỏ, bởi theo quy định của YouTube, cứ có tranh chấp bản quyền là video bị chặn tương tác. Sau khi mà bên họ đánh gậy trên các video trên kênh của tôi, thì họ có gửi cho chúng tôi một bộ hồ sơ khởi kiện. Và trong cái bộ hồ sơ khởi kiện đấy, họ lại yêu cầu chúng tôi bồi thường số tiền lên đến là 500 triệu đồng. Đây là một số tiền rất là lớn. Cách thức tương tự được đơn vị trên sử dụng để khiếu nại nhiều kênh nội dung số có lượt theo dõi cao tại Việt Nam. Điều đáng nói, tài liệu mà đơn vị tự xưng là công ty Thúy Nga cung cấp có dấu hiệu giả mạo bởi một số thông tin không thống nhất, chữ ký xác nhận lại là của vị thẩm phán đã nghỉ hưu cách đây 2 năm, không có hiệu lực pháp lý. Tôi nghĩ là không thể chấp nhận được. Cái đó là cái mà cần phải lên án và chúng ta cần phải cho YouTube người ta biết rõ bằng cách là chúng ta chỉ ra là cái tính chất giả mạo nó là giả mạo cái gì. Đấy thì chúng ta cần phải khẩn trương làm cái điều đó. Về nguyên tắc, các nền tảng số không có vai trò phân xử thắng thua trong cuộc chiến bản quyền, mà dựa vào phán quyết cuối cùng của tòa án. Nhưng để đi đến cùng, vụ kiện, chứng minh quyền sở hữu là của mình, một cá nhân hay tổ chức phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Thường chờ được vạ thì má đã sưng. Chúng ta sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết dứt điểm, không chỉ kêu không, chúng ta cần có chứng cứ để đảm bảo đấu tranh một cách mạnh mẽ, kiên quyết bảo vệ được quyền. Nguy cơ các nhà sáng tạo nội dung số bị chèn ép, lừa đảo, núp bóng khiếu kiện bản quyền ngày một gia tăng. Cần một cơ chế can thiệp hiệu quả hơn từ các cơ quan quản lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam khi tham gia vào sân chơi toàn cầu.